hello mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu đến với các bác mình một mẫu rau quắm đi rừng của bên em nhé. Đây là dòng rau quắm đi rừng có tên là QDR nhé, viết tắt của từ quắm đi rừng ấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho tất cả các bác về cái con dao này. Độ dày của sóng dao sẽ rơi vào khoảng 4,5 đến 5 ly nhá, để cho các bác mình có thể chặt gỗ, chặt tre cứng thoải mái luôn cho em. Và cán đây sẽ là cán ốp phun tang hơi uốn lượn như thế này này. Ốp ở đây là ốp gỗ cầm chỉ, mọi người thấy lên vân rất là đẹp và chốt ba đinh đồng cực kỳ chắc chắn nhá. Rất là đồng tay khi hơi uốn lượn như này, khi mà mọi người cầm vào cực kỳ chắc tay luôn ạ. Và sản phẩm này thiết kế cũng rất là đẹp mắt này, có những cái lỗ ở trên cái thân dao này này. Nó tạo cái điểm nhấn cho con dao, trông con dao rất là đẹp. Thật ra cái dòng này mọi người dùng để trưng bày cũng rất là ok nhá. Đó là dòng quắm đi rừng. Hiện tại thì mã này của bên em đang bán rất là chạy, nên là clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về chi tiết về cái sản phẩm này, để cho các bác mình nào mà ưng ý thì mọi người có thể lấy nhá. Sản phẩm này đang có mức giá bán là 600k mọi người nhá. Có bảo hành 1 năm và trong vòng 7 ngày mọi người sẽ được đổi mới hoàn toàn, nên là các bác yên tâm cho em. Cái dòng này mọi người có thể vừa sử dụng cũng có thể vừa trưng bày được, rất là đẹp nhá mọi người nhá. Tại bác nào quan tâm thì liên hệ 0987 240 733 các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.